chúng mình gặp lại nhau trong video mới tuần này. Và trong cái chuyến về Việt Nam vừa rồi thì chắc là các bạn cũng nhớ là mình có đi làm một cái cuộc đại phẫu. Mình gọi là cái từ gì nhỉ? Mình có khởi công một cái công trình kiến trúc vĩ đại, đấy chính là nâng ngực. Thì ngày hôm nay là đã tròn trịa được đúng 2 tháng, mình có bộ loa mới rồi. Thì đây là chúng mình sẽ cùng ngồi xuống và chia sẻ hết tất cả những cái kinh nghiệm. Và mình sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn về cái vấn đề nâng ngực này nhá. Trước khi mà đi vào trả lời những câu hỏi của các bạn mà các bạn đã gửi cho mình ở trên YouTube lẫn cả trên Insta của mình, thì mình sẽ phải kể qua một chút về cái quá trình và cái hành động, cái lý do mà mình đi độ loa là gì. Đầu tiên này, lý do vì sao mình đi độ loa, thực ra là từ trước đến giờ là mình vẫn rất là cảm thấy thoải mái và rất là vô tư, cũng như là không có bất kỳ một cái ý định gì mẩy mây ở trong đầu chính là đi độ loa cả. Bởi vì là mình thoải mái với cái size ngực của mình, cho dù nó không được to cho lắm, thế nhưng mà nó có thì nó vẫn có một chút, mặc độ nọ độ kia lên thì nó vẫn lên nha các bạn. Cho đến một ngày mình đi mua áo ngực các bạn ạ. Thật sự là mình là một người rất là kén và cực kỳ khó trong cái việc mặc áo ngực cũng như là bảo quản áo ngực. Cái loa cũ của mình nó cũng không có vấn đề gì cả để mà nói là quá khó. Thực ra nó cũng hơi lệch một tí thôi, nhưng mà nhìn tổng thể, nhìn thoáng qua thì nó vẫn là cân nha. Với cả là nó cũng có một chút nữa. Ngoài ra thì là khổ người của mình là cái dạng người rất là trung bình rồi, rất là dễ để có thể mua. Thế nhưng mà bởi vì cái đặc tính sinh hoạt của mình các bạn, mình rất là hay ném áo ngực vào trong cái máy giặt, cũng như là mình giặt nó không nâng niu hay là nó không kiểu bảo quản tử tế đâu. Và rất là nhiều những cái áo ngực của mình khi mà mình giặt quá nhiều, thế là thành ra nó bị rộng, nó bị bay cái phần quai, và làm cho là cái ngực của mình và cái áo ngực của mình nó không liên quan đến nhau, nó không có tiếp giáp với nhau các bạn ạ. Mình rất là ghét cái việc đó, mặc quần áo lên trông cực kỳ xấu luôn. Ngoài ra thành là cái phần viền của cái áo ngực ấy nó hay bị vảnh ra, mình cực kỳ ghét luôn ấy. Và ngày hôm đó mình đã mang 5 cái áo ngực mới với 5 thương hiệu khác nhau để mình xem là cái nào mình mặc cảm thấy thoải mái nhất và nó cảm giác nó giữ form, nó bền form nhất. Nói chung là cái đặc tính sinh hoạt của mình như thế là mình cũng không thể đổ tội cho thương hiệu hay là cho nhãn hàng hay là cho kiểu thiết kế cái form người ta được, mà rõ ràng là lỗi tên mình. Và khi mà mình sử dụng cả 5 cái đó thì cả 5 cái đó đều gặp những cái vấn đề mà mình cực kỳ ghét. Với cả hơn nữa, một điều là mình không hiểu dạo đây làm sao, có thể là mình quá già, mình trở nên khó tính, hay là thời tiết dạo này nó quá nắng, hay là bị làm sao mình không biết. Nhưng mà khi mà mình mặc áo và mình cảm thấy trời ơi, mình chỉ muốn thoát ra khỏi cái cảnh tù ngục này thôi. Các bạn ạ, quá là mệt mỏi với những cái áo ngực rồi. Thực ra thì cái việc mà khó tìm áo ngực ấy, nó chỉ là một excuse, không có lý do gì mà cả phụ nữ ở trên trần đời này có tìm áo ngực mà lại mình đã không tìm được. Chắc chắn là nó chỉ là một cái lý do để bày biện ra thôi. Thế nhưng mà cái lý do chính xác nhất đấy chính là tự dưng là mình cảm thấy là mình muốn có một cái gì đó mới, mình muốn có cái gì đó thay đổi. Và nói thật sự là mình nhiều lúc là mình bị cái bệnh là mình quá chán với cái ngoại hình của mình rồi, thế nên là mình muốn thay đổi nó đi một chút. Và thế nên là mình đã quyết định đấy, đi tìm hiểu và đi nâng ngực. Mình đã tìm được một chỗ mà mình cảm thấy là khá tin tưởng, và rất là nhiều người bạn của mình đã làm ở đó, cũng như là có một cái thành quả rất là tốt. Thì mình đã nhắn tin cho các bạn tư vấn và muốn bạn ấy tư vấn cho mình xem là cái phẫu thuật nó sẽ như thế nào, rồi nó có đau đớn không. Nói chung là tất cả những cái câu hỏi ở trong đầu của các bạn về nâng ngực như thế nào thì mình đã hỏi hết cái bạn tư vấn đó. Và sau khi mình đặt lịch phẫu thuật thì trước đó 2 ngày mình có lên trên bệnh viện Hồng Ngọc, thì bác sĩ đó làm ở bệnh viện Hồng Ngọc, tức là làm phẫu thuật ở bệnh viện Hồng Ngọc ấy, thì mình lên trên đó để mình kiểm tra sức khỏe, kiểm tra hết tất cả những cái thể chất của mình và cái bên trong bên ngoài xem là mình có thể đáp ứng được những cái phẫu thuật này hay không. Những cái kiểm tra đó sẽ bao gồm như là lấy máu này, lấy nước tiểu này, đo điện tim và chụp x-quang. Mình nhớ là ngày phẫu thuật của mình nó là ngày 14 tháng 4, bởi vì các cụ nói rằng là có làm gì thì làm, cứ tránh ngày 3 với ngày 7 ra. Với cả là mình có xem lịch mình không mê tín luôn nha, thế nhưng mà với những thứ mà động chạm đến cơ thể của mình ấy thì nói thật là mình cũng tín một tí cho nó yên tâm. Khi mà mình vừa mới đến cái chỗ làm ấy thì các bạn ấy có bảo rằng là mình hãy cởi quần áo ra để cho các bạn ấy xem là ngực như thế nào và làm size bao nhiêu thì nó hợp lý. Tất nhiên đấy chỉ là một cái ý kiến của các bạn tư vấn thôi. Còn khi mà vào phòng phẫu thuật ấy thì bác sĩ cũng sẽ tư vấn lại một lần nữa. Sau đó thì các bạn ấy có bảo là mình ra tắm và bôi cái dung dịch cái gì, Betamine à, mình không nhớ cái tên đấy là gì đâu. Nếu mà mình nhớ lại thì mình sẽ chèn ra màn hình nhá. Mình thực sự mình không thể là nhớ được cái tên thành phẩm hóa học, các bạn biết rồi đấy. Sau khi mình đã hoàn thành xong hết những hợp đồng, ký giấy tờ nọ kia thì các bạn ấy bắt đầu đưa mình vào trong phòng, trong cái phòng mà chuẩn bị phẫu thuật ý. Thì ở trong cái phòng đó là các bạn y tá sẽ bắt đầu lấy ven. Ôi, nhắc đến cái phần lấy ven mà mình phát điên lên luôn anh các bạn. Nó đau lắm các bạn ạ. Các bạn biết cái kim tiêm mà các bạn tiêm ý, thì nó là cái dạng tiêm mũi nhỏ thì không sao ấy, nhưng mà cái tiêm ven xong để truyền cái thứ nọ vào trong người ấy, nó rất là to, mà thật sự nó rất là đau luôn ý. Thế nhưng mà bởi vì mình quá gầy cũng như là cái ven của mình nó quá mỏng, thế nên là các bạn y tá đã lấy 3 lần, vỡ cả 3 lần. Trời,
ôi tay mình đâm nát cả tay luôn các bạn, cái chỗ nào mà có ren là đâm gần hết luôn. Em ơi đau lắm đấy các bạn, may mà cái lần cuối cùng, lần thứ tư nó không vỡ nữa thì mình có thể thở phào nhẹ nhõm. Trước lúc đó là thề với các bạn luôn, nước mắt nước mũi đầm đìa rồi, bởi vì đau, đau thật sự luôn đấy các bạn, đau lắm. Đau lắm luôn nhá. Thôi cắm cái mũi tiêm dạng to đấy vào thì mình được đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Thì ở trong phòng phẫu thuật mình có gặp bác sĩ, thì bác sĩ có đứng đo vẽ này rồi bắt đầu nói về những cái sai mà mình có thể làm. Trời ơi, bác sĩ vui tính dã man luôn, dễ thương dã man luôn, làm cho mình cảm thấy rất là thoải mái. Sau khi mà cái tinh thần của mình nó bớt lo hơn được một tí thì các bạn ấy bắt đầu chụp cái thuốc mê vào cho mình và bảo mình đếm từ 1 đến 10. À, nhưng mà chưa đếm được đến 10 nhá, mới đếm được đến 4 thôi, ngất rồi. Ngất luôn rồi, ngất mà không biết một cái gì luôn, ngất mà kiểu ôi một giấc ngủ rất ngon luôn ấy các bạn ấy. Tầm khoảng hình như là 3 tiếng sau là mình đã tỉnh lại rồi, mình tỉnh lại ở trong phòng hậu phẫu. Trời ơi lúc đó lạnh kinh khủng luôn ấy các bạn, lạnh mà chân tay nó tự run nhá. Mà rõ ràng là người ta đặt mình ở trong một cái giường mà có hệ thống sưởi rồi ấy, hình như mà rất là lạnh luôn ấy các bạn. Có thể là tác dụng phụ thuốc mê. Khi mà vừa đẩy mình vào trong phòng nghỉ, mình nhìn thấy bà mang ai một cái, mình vẫy tay chào chào áo này, mình cười và không sao con vẫn khỏe nhá, xong mình ngất luôn các bạn ạ. Mình ngủ tiếp. Mình ngủ dậy thì lúc đó mình mới cảm thấy được là cái sức nặng ở trên cái đôi vai nhỏ bé này các bạn ạ. Nặng, thật sự rất là nặng, mặc dù là cái size của nó không phải là quá to, thế nhưng mà nặng đấy. Và mình cảm thấy là rất là khó chịu, bởi vì là người ta băng bó cho mình rất là chặt đấy các bạn, cực kỳ chặt luôn, mà mình cảm thấy là mình không thể nào cử động được cái phần thân trên vì nó thít hết cả vào người như thế này này, mình không thể nào cử động được một cách bình thường. Và lúc đó thì đau hay không thì chưa đau nha, không hề đau một tí nào nha, mà chỉ cảm thấy rất là tức thôi. Các bạn yên tâm là khi mà đi làm nên này thì người ta sẽ, khi mà người ta cắm cho các bạn cái kim to vào ấy thì người ta có truyền dinh dưỡng truyền đạm cho các bạn rồi, thế nên là các bạn sẽ không cảm thấy đói cả một ngày. Và đến tầm 6 giờ thì mình mới có bữa ăn đầu tiên, đấy chính là ăn cháo các bạn ạ. Đấy, mình ăn xong bữa tối này xong đó tầm khoảng mình ngồi nghỉ ngơi, mình xem phim, mình vẫn còn xem phim các bạn ạ. Mình vẫn còn xem phim như này thì tầm khoảng vài tiếng sau, hết khoảng tầm 2 tập phim thì là mình có thể đứng dậy đi vệ sinh và đi tắm rửa thay đồ như bình thường rồi. Nên mà có đau không thì tất nhiên là có, vẫn cảm thấy hơi khó chịu, vẫn thấy hơi gượng gạo và đi vẫn thấy cảm giác như là hơi bị trĩ một tí. Rồi trên lòng ngực thì không có liên quan gì đến trĩ cả, thế nhưng mà ý tức là nó vẫn hơi bị nhức mỏi cơ thể ấy các bạn. Và mình đã ở lại trong bệnh viện một đêm và đến sáng ngày hôm sau thì mình đã được đi về nhà để dưỡng thương đó các bạn. Và cái chỗ mà mình làm ấy thì người ta có cái dịch vụ rằng là mình có thể ra cái chỗ mà mình phẫu thuật để mình có thể thay băng rồi làm sửa làm sạch vết thương. Thế nhưng mà vì nhà mình quá xa cái chỗ đó thì nó tận hàng bún lận các bạn ạ. Trời ơi nó quá là xa so với nhà mình ấy. Là lúc đó thì là mình mới làm mà mình cũng không muốn như là đi lại nhiều, thế nên là mình cũng không đi mà mình tự thay ở nhà. Thì sau 7 ngày tự thay ở nhà thì mình có đi cắt chỉ. Trời ơi nhắc đến cái đoạn này lại bực thích cả mình. Là câu chuyện nó như thế này, là sau 7 ngày mình đi cắt chỉ thì mình thấy là cái bên này của mình, bên tay phải nó vẫn còn đang chảy dịch, và cứ mỗi lần thay băng thì nó sẽ rỉ ra một chút dịch, nó hơi đen đen thâm thâm này, nhưng mà trông không có thẩm mỹ lắm đâu. Thì các bạn ấy có bảo mình lên trên khám rồi thì các bạn ấy nặng cái dịch của mình ra và băng lại cho mình. Thế nhưng mà nó vẫn tiếp tục chảy dịch thì mình có lên khám lại một lần nữa. Thì lúc đó các bạn ấy có bảo là mình sẽ phải nằm lên trên bàn phẫu thuật để mà mình kiểm tra vết thương cũng như là và tiêm tê và khâu lại cho mình để cho nó khép lại cái vết thương. Thế nhưng mà các bạn hiểu như này nhá. Khâu vết thương đúng không? Nó chỉ đơn giản là khâu tiêm tê rồi khâu thôi đúng không? Nhưng mà khi mà mình nằm lên trên cái bàn đấy nhá, là trên này có cái đèn này và cái đèn của nó gần như là có một lớp tráng gương, là các bạn có thể hoàn toàn nhìn được rằng là người ta đang làm gì ở cái phần vết thương của mình luôn á. Mình có cận thì mình cũng phải nhìn thấy lờ mờ đúng không? Rõ ràng 100% là mình thấy người ta rạch cái vết thương của mình ra và người ta lục sục ở trong đó, mình nghe tiếng nhau lục sục rất là lâu luôn. Và trong cái quá trình đó mình có hỏi cái chị làm theo mình rằng là 3 lần nhá, mình hỏi hẳn 3 lần là chị đang làm cái gì đấy. 3 lần như thế không cho mình được một câu trả lời thỏa đáng, không nói cho mình vấn đề là mình bị làm sao hay là mình người ta đang làm cái gì cho mình. Nếu như mà các bạn có vấn đề gì mà người ta nói thẳng cho các bạn đi thì các bạn còn biết đúng không? Các bạn còn tìm hiểu được, các bạn còn có thể suy nghĩ và các bạn còn biết rằng là cái điều đó nó có nghiêm trọng hay không. Thế nhưng mà khi mà người ta không nói thì các bạn lại cảm thấy đó là một điều vô cùng nguy hiểm và cực kỳ lo sợ. Và đến khi mà mình ngồi dậy nhá, mình nhận thấy có một cái gì đó mới trên người mình các bạn ạ. Nó có một cái ống dài như thế này, nó dài nhưng mà nó bé như que tăm thôi. Nó rất là dài và nó gắn vào một cái ống tiêm, nó cứ lủng lẳng trước mặt mình như thế này các bạn ạ. Nó gắn vào người mình á, người ta gắn vào người mình á. Mình có hỏi cái chị ấy là: ô chị ơi cái này là cái gì, tại sao lại phải gắn vào người em như thế? Thì chị cũng không cho mình được một câu trả lời mà cảm thấy nó hợp tai đấy cơ, chứ đừng nói là thỏa đáng nha các bạn. Vẫn y nguyên cái cấu trúc câu cũ đấy, là chị chỉ kiểm tra một tí thôi. Kiểm tra cái gì mà gắn cả một cái ống và cả cái xi lanh dài như vậy trên người người ta hả các bạn? Không hiểu luôn ý. Mình rất là bực mình và mình đến gặp quản lý cũng như là bác sĩ để mình hỏi xem là cái
vấn đề rõ ràng là mình bị làm sao, thì các bạn ấy có giải thích cho mình lại rõ ràng một cách tỉ mỉ và tỉ mẩn về cái vấn đề của mình rồi thì ok, hiểu, đồng ý, không có vấn đề gì hết. Mình hiểu là phẫu thuật nó sẽ có rủi ro, và cái rủi ro này của mình nó cũng là nhỏ thôi, nó không phải là chuyện gì quá lớn, đặc biệt là khi mà mình còn cắt cả cái nang ở bên này nữa, mình có một cái u xơ nang ở bên này. Thế nên là cái chuyện mà nó bị tụ dịch nó là chuyện rất là bình thường và dễ hiểu, mình ok đồng ý. Nhưng mà chỉ tức cái là nó đơn giản như thế mà tại sao không giải thích cho người ta ngay từ đầu là người ta bực mình, đúng không các bạn? Và thế là mình phải cắm cái ống, cái ống dẫn lưu và cái ống xi lanh đó lủng lẳng trên người mình 3 ngày liền các bạn ạ. Thề với các bạn luôn nhá, nói cái này hơi quá đáng này, nhưng mà nói thật luôn ấy là lúc đó 3 ngày đó nhá, trông mình như một con sida giai đoạn cuối bị bệnh viện trả về. Trông kinh cực kỳ luôn, đi đâu cũng có cái xi lanh lủng lẳng, nó thay hết từ xi lanh nhỏ cho đến xi lanh cỡ đại, cứ lủng lẳng trước người, trước mặt này. Mà thời điểm đó là mình còn rất là gầy, chân mình thì nó lại bé, nó quắt vào, xong rồi đã thế là kiểu như là thiếu dinh dưỡng và mệt mỏi sau cái chuyện của phẫu thuật ấy thì mình bị sạm hết cả người lại. Tức là sau 3 ngày thì mình được rút cái ống xi lanh ra khỏi người và rút cả cái dây ra nữa, trời ơi cảm thấy freedom, tự do đấy, tự do ra khỏi cái ống xi lanh. Sau đó 7 ngày thì mình đi cắt chỉ bé bên phải và sau đó mọi thứ đều ok, mình nghỉ dưỡng và không có bất kỳ một chuyện gì xảy ra cả. Ơn giời. Ok, thì đó là cái quá trình mà mình đi làm ngược và những câu chuyện xảy ra xung quanh. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên các bạn mà đã hỏi mình ở trên Insta và trên YouTube nhá. Các bạn hỏi rằng là có đau không? Mình nghĩ đây là cái câu hỏi mà nó muôn thuở, ai ai cũng sẽ hỏi, bất kỳ ai mà làm phẫu thuật thẩm mỹ cũng sẽ nhận được những câu hỏi như thế này. Có đau không? Nói không đau thì hơi điêu, bởi vì cắt da cắt thịt không bao giờ có chuyện không đau được nhá. Mà đau, có đau nhưng mà đau ở mức độ chịu được. Không đến mức độ là đau ơi là đau, đau chết đi, sống lại, đau quá, không chịu được thôi, biết thế không làm, không có. Mình kể một chút về cái đau của mình như này nhá. Trời ơi, không hiểu sao mình rất là thích kể cho bạn nghe được cái chuyện này, mình đau luôn đấy các bạn ạ. Cảm giác như là khi mà mình kể là các bạn có thể tưởng tượng ra cái hình ảnh của mình khi mình đau như nào. Thì sau khi mà hết thuốc mê này và mình về nhà này, thì trong khoảng 5 cái ngày đầu tiên là mình ở trong cái tình trạng là đau, đau khó ở ấy, chứ không phải là đau quá, đau rất là khó ở. Nó lúc nào nó cũng cảm thấy nhức nhức và căng tức, và nó cảm thấy nói chung là một cảm giác đau và cảm giác rất là khó chịu ở trên người. Đau đến cái nỗi mà mình không thể nào ngồi dậy được các bạn, không ngồi dậy bình thường được nhá, mà mình phải nằm như thế này, đang nằm thẳng đúng không? Thì mình phải nghiêng đầu sau bên này, mình ke cái đầu mình lên, mình ấn cái đầu mình bật lên như thế này để có thể bẩy được cái người của mình lên. Thì lúc đó là người mình mới có thể dậy được, là nó đau như thế. Còn đâu thì những cái hoạt động khác, ví dụ như là giơ tay với hay là lấy một cái gì đó hay là cầm một cái gì đó, thì nó cũng hơi bị vướng víu một tí thôi, nó cảm thấy hơi nhức nhức một tí thôi, chứ nó không phải là quá đau nhá. Mình đặt túi gì đây, cái túi của mình đặt nó là túi nano chip ergonomic đó. Đó là cái túi đấy các bạn. Thực ra thì ở đây là họ có 1, 2, 3, 4, 5 loại túi cơ. Thế nhưng mà mình chọn cái loại túi cái gì nano, ego, cái gì chip chip đó là bởi vì nó phổ biến nhất và rất là nhiều người đang sử dụng cái loại túi đó. Thì mình nghĩ là mình đi theo số đông thôi, người ta cảm thấy ok về cái việc mà sử dụng cái túi đó hay không có lý do gì mình không ok được các bạn ạ. Thì mình đã đặt cái túi đó nhá. Rồi, tiếp theo thì là chị làm đường gì? Làm ngực ấy thì là bác sĩ nói với mình là bác sĩ có 3 đường. Đấy là đường nách này, đường chân ngực này và đường đầu ti đặt đường quầng ấy, thì nó sẽ là dành cho những người mà cần phải treo xa trễ hay là những cái người mà đã có con rồi thì nó sẽ ok hơn. Và cái đau ấy thì nó sẽ đau hơn tất cả những loại kia. Và cái thứ hai thì chính là đường nách ấy, thì bác sĩ bảo là cái đường nách thì nó thật sự là hơi không quá ok cho lắm. Vì khi mà làm vệ sinh ấy thì nó sẽ rất là khó vệ sinh, nhất là cái chỗ này thì nó rất là dễ kiểu như là không sạch các bạn, thì nó rất là dễ bị nhiễm trùng. Ngoài ra thì rằng là cả một cái đường dài như thế xuống đây ấy, thì nó sẽ làm cho cái túi của mình nó có thể bị xô lệch nó kia các kiểu, nói chung là cũng có nhiều rủi ro. Và cái đường chân ngực ấy thì là cái đường an toàn nhất, nó chỉ có sẹo thôi. Và sau đó khoảng tầm 6 tháng nếu mà mình chăm sử dụng thuốc bôi sẹo thì nó cũng sẽ mờ sẹo thôi. Và cái đường chân ngực thì nó lại còn lành nữa, hơn nữa là nó cũng ít đau nữa. Nếu mà làm đường nách ấy, thì khi mà mình mặc cái áo định hình vào các bạn thì nó sẽ rất là cọ, nó cọ vào cái phần nách này nó rất là đau. Và đấy cũng là cái ý kiến của mình, mà mình cũng muốn làm ở chân ngực thôi, cái gì nó bớt đau đi một chút. Có thể là nó ở dưới chân ngực thì cái sẹo nó không nhìn thấy rõ lắm, và bôi thuốc thì nó cũng hết đi. Thế nên là ok, làm được chân ngực. Mềm chưa chị ơi, bao lâu thì nó mới mềm? Câu hỏi này ở trên Insta mình vừa mới nhận được. Bây giờ ấy thì đã được 2 tháng rồi, bảo mềm chưa thì là chưa nhá, chưa mềm nhá. Trước khi mình làm ấy là mình cũng đi tìm hiểu, mình cũng đi sờ mó lần mò thử một số những người bạn của mình đã từng làm rồi. Trời ơi, mình thấy chúng nó mềm kinh khủng luôn ấy. Nó cũng dùng cái loại túi giống như của mình nha. Và tất cả những người bạn của mình có bảo ấy là nếu như mà dùng cái túi đó thì nó sẽ mất khoảng tầm 3 đến 6 tháng. Nếu như mà chăm massage thì nó có sẽ mềm nhanh, còn nếu mà không thì tầm từ 3 đến 6 tháng thì bắt đầu nó sẽ mềm được như là thật. Nếu như mà đặc biệt là những bạn mà đã có tuyến sẵn rồi ấy, thì nó lại càng mềm nhanh hơn nữa. Như mình bây giờ thì nó thực sự là nó cũng không phải là cứng, không phải cứng như đá mà chạm vào phát nghe tiếng cộc đâu. Nhưng mà nó là kiểu
cũng hơi vẫn cảm giác hơi cứng một chút, thế nhưng mà sờ lên ấy thì nó vẫn mềm rồi nha các bạn. Nói chung là đang trong giai đoạn này mềm ấy. Có một cái loại túi đấy chính là túi Mentor thì nó rất là mềm, khi mà làm xong ấy chỉ tầm khoảng tầm chưa đến một tháng là các bạn sờ nắn vào các bạn sẽ thấy mềm ngay lập tức rồi. Nhưng mà mình thì không thích cái loại đó cho lắm bởi vì là mình sợ bị chảy ấy. Mềm quá thì nó sẽ rất là dễ bị chảy và mình thì không thích cái việc bị chảy một tí nào. Bị chảy đồng nghĩa với việc là gì? Là mình sẽ phải làm phẫu thuật lại để treo nó lên. Mình không thích cái điều đó, vậy nên là mình ok, mình đồng ý với cái việc rằng là chờ cho nó mềm lâu, thế nhưng mà cái thời gian chảy nó chậm hơn một tí càng tốt nhá. Tiếp theo này, size của chị là size gì? Là bên này là 285, bên này là 265, bởi vì vốn dĩ là nó đã không cân nhau rồi thì nên đặt để cho nó cân nhau thêm ý, thì bên này nó sẽ to hơn bên một chút. À đâu, bên này đặt to hơn bên này một chút thì nhìn bây giờ nó cũng khá là tương đối cân rồi các bạn ạ. Việc mà lựa chọn size này thì nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố nhá. Rất là nhiều yếu tố luôn. Thứ nhất là về cái cơ thể của mình làm như thế nào cho cân đối này. Và thứ hai đấy chính là nếu như bạn có tuyến ngực sẵn rồi, có cái phần ngực mà nó cũng có tương đối một chút rồi thì các bạn cũng không nên đặt quá to thì nó sẽ làm cho người quá to. Và nó còn phụ thuộc vào cái phần da người, da cái da thực của chúng mình nữa. Nói chung là có những người mà da trùng hay là đặc biệt với những người mà sinh rồi đẻ rồi thì bắt buộc thì đa phần là mình thấy là người ta thường phải đặt rất là to, tầm 300 mấy trở lên ý, thì nó mới có thể căng được cái phần da và làm cho cái bầu ngực của mình nó tròn, nó đẹp được. Nói chung là cái phần chọn size này nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhá. Có an toàn không chị? Mình thấy là an toàn mà. Nói chung là mình không có bất kỳ vấn đề xảy ra, không có tác dụng phụ thuốc mê. Trời ơi, mình thấy có rất nhiều người tác dụng phụ thuốc mê mà kiểu như là ngất lên ngất xuống xong rồi ói ra ói vào nó nên sợ lắm luôn, nhưng mình không bị tác dụng phụ thuốc mê như thế, mình chỉ có buồn ngủ rất nhiều thôi. Còn đâu thì các bạn cũng biết thừa rằng là chuyện phẫu thuật thẩm mỹ an toàn hay không nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, thứ nhất là về cái sự may rủi của chúng mình nữa. Thật sự may rủi của chúng mình, ai hên thì nó vừa đẹp vừa khỏe, còn đâu thì không hên thì đấy, các bạn đọc báo cũng biết rồi. Với cả một cái yếu tố nữa đây chính là cái nơi mà các bạn lựa chọn gửi gắm niềm tin, gửi gắm hai cái đứa con bé bỏng của mình vào trong tay người ta ấy, là nó có uy tín hay không, nó có lịch sử hay là đại khái là nó có nó đảm bảo được hay không ấy. Thì nhưng mà chúng mình chọn được một nơi tốt thì nó sẽ giảm thiểu đi cái rủi ro các bạn rất là nhiều nhá. Làm xong thì ngực có mất cảm giác và có cho con bú được không mà chị? Không mất cảm giác nhá. Tất nhiên là trong khoảng thời gian đầu ấy thì các bạn sờ vào các bạn sẽ cảm thấy hơi tê tê, nó hơi kiểu bị năm năm một tí, nó hơi kiểu tay mình làm gì nhá. Nó kiểu như là hơi không thật, cảm giác hơi không thật một tí. Thế nhưng mà sau đó tầm một tháng thôi là các bạn sẽ cảm thấy là cảm giác nó bình thường rồi, sờ lên da vẫn hay có cảm giác hơi nhột nhột buồn buồn này. Và có cho con bú được không thì hoàn toàn là có thể cho con bú được nhá, không ảnh hưởng gì cả bởi vì nó đặt ở dưới cái cơ, là dưới cái tuyến vú cũ của mình, thế nên là nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả, các bạn hoàn toàn có thể cho con bú được nha. Sau khi làm xong thì nó có ngót lại không? Có, nó có ngót. Và nó ngót kiểu là vì sao? Là bởi vì khi mà chúng mình vừa làm xong ấy thì tất cả những cái cơ, những cái tế bào ở trong người mình nó đang bị sưng lên và nó bị căng lên để nó thích hợp với một cái thứ mới ở trong nó, thế nên là nó sẽ bị căng, nó sẽ bị tức và nó sẽ bị phồng lên như vậy, phồng lên. Và sau một thời gian nghỉ dưỡng thì tất cả những cái tế bào như thế thì nó sẽ bắt đầu trở lại trạng thái bình thường, thì cái ngực mình tất nhiên là nó sẽ nhỏ lại được. Chứ còn cái túi khi mà các bạn đặt vào nhá thì cái túi nó không thể nào mà nó teo ở đâu nha các bạn, nó không teo ở đâu, thế nên là cái ngót lại đấy chính là cái phần chúng mình bị sưng lên thôi, chứ nó không phải là cái phần túi nó bị teo. Ví dụ như là mình này, khi mà mình vừa mới làm xong nhá, mình nhìn thấy ôi là trời, sao nó to vậy trời, nó to quá, nó to ơi là to. Nhưng không các bạn ạ, còn tầm 2 tháng thôi đến thời điểm bây giờ nhá thì nó ngót lại rồi các bạn, nhìn nó lại rất là vừa luôn ấy. Mà các bạn chọn size thì các bạn cứ chọn đúng theo những gì mà bác sĩ gợi ý thôi, ở trong cái khoảng dao động mà bác sĩ gợi ý thôi, thì sau đó nó ngót lại đi thì nó sẽ vừa, đừng làm to quá, làm to quá thành quái vật ba đầu trông rất sợ nhá. Đừng có lo nó ngót lại đi thì càng tự nhiên như sao, đúng không? Địa chỉ mà chị làm là ở đâu? Thế như là mình nhớ rằng là YouTube không được phép cho nói những cái về liên quan đến địa chỉ thẩm mỹ thì phải, nên mình nhớ không nhầm như thế. Thôi thì tốt nhất để cho an toàn cho kênh của mình thì các bạn tạt qua Insta để xem là mình có ghi ở trên cái story mới nhất đầu tiên luôn nhá, là đấy, tên địa chỉ và bác sĩ là mình làm đó, thì các bạn lên đó xem nhá. Chi phí cho một cuộc phẫu thuật là bao nhiêu tiền? Về những cái chi phí lặt vặt ngoài lề, ví dụ là tiền xe, tiền ăn hay là tiền nọ tiền kia thôi, mình không tính nhá, mình chỉ tính nguyên trong cái phần phẫu thuật thôi. Cái chi phí phẫu thuật của mình thì nó bao trọn mọi thứ ở trong đó thì nó sẽ là 60 triệu, thế nhưng mà bởi vì là mình có cắt nang ở bên này nữa, thế nên là thêm 5 triệu nữa là 65 triệu nha các bạn. Và mình cũng chia sẻ với các bạn luôn là một số những cái giá cho những cái loại túi khác nhau nhá. Đầu tiên là túi Mentor Memory Gel Extra, là túi nó rất chi là mềm, mềm là mềm đó các bạn, thì nó sẽ có giá là từ 85 triệu đến 100 triệu. Và túi thứ hai thì chính là túi Mentor thì nó có giá từ 55 đến 70 triệu. Và túi thứ ba là túi
nano thì nó có giá là 55 đến 75, túi nano chip có giá là 60 đến 80, và túi nano chip economic của mình này nó sẽ có giá là từ 60 đến 85 nhá. Giá mà mình đọc cho các bạn nhé, nó sẽ dao động giữa hai khoảng như này đúng không? Thì cái này là cái giá gốc, cái giá đắt đấy nó là cái giá gốc, còn cái giá này là giá khuyến mại, thì nó cũng tùy thuộc vào cái chương trình khuyến mại mà cái giá nó sẽ dao động như vậy nhá. Cái này và cái gói này nó sẽ bao gồm là xét nghiệm tổng quan trước khi phẫu thuật này, viện phí ăn uống, y tá chăm sóc 24 giờ tại bệnh viện đa khoa quốc tế Hồng Ngọc, và gói truyền giảm đau sau khi phẫu thuật cộng với cái việc chiếu laser trị liệu, cái chiếu đèn nữa các bạn, và tặng thêm một cái áo định hình nữa, áo và đai định hình nữa, là một cái gói bao nguyên trọn vẹn như thế rồi. Sau khi mà các bạn phẫu thuật và cái ngực của các bạn nó ổn định rồi thì các bạn có thể đi siêu âm để xem là có bất kỳ cái vấn đề gì xảy ra với cái phần ngực bên trong của mình không. Thì cái phí siêu âm nó chỉ tầm khoảng đâu đó như là có 100-200 nghìn à. Đấy, tầm đầm đấy thôi là hết rồi nha các bạn. Tại sao chị lại nói là làm ngực rồi lại không cần mặc áo ngực? Cái này nó là cái nhu cầu của mình thôi. Còn tất nhiên là mình thấy là vẫn có rất nhiều người làm ngực rồi nhưng mà người ta vẫn mặc áo ngực, bởi vì là thứ nhất là bởi vì là người ta muốn không cho cái ngực của mình nó bị chảy xuống, thì người ta mặc áo để có thể giữ được cho cái ngực nó lúc nào nó cũng kiểu ngoáy 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 như vậy đó các bạn. Thì với cả là với những người mà khi mà làm ngực rồi mà cái size cũng không được như mong muốn ý, thì người ta sẽ phải mặc áo vào kiểu vậy, thì nói chung là cũng rất là nhiều lý do. Thế nhưng mà với mình ý, thì mình làm ngực thì là mình không muốn mặc áo nữa. Và bây giờ thì mình đang sử dụng cái đâu nhờ, từ từ nhá, để mình cho các bạn xem. Và bây giờ thì mình đang sử dụng những cái miếng dạng chụp như thế này này các bạn này. Những cái miếng như thế này chỉ cần chụp để che đi cái đầu ti là thôi là xong rồi đó. Nó không cần phải mặc thêm cái gì cả. Bầu thì nó cũng đã tròn và nó căng cũng như là nó cao rồi. Nó không có một cái gì liên quan đến thẩm mỹ cả. Một cái này ở Việt Nam nhá, siêu rẻ luôn các bạn ạ. Có 200.000 hai hộp mà mỗi hộp có tận 3 cặp như thế này. Mình đã dùng 2 tháng rồi, 2 tháng một cặp vẫn chưa buồn thay nữa. Nó không có vấn đề gì ra, nó không rơi, nó không rụng, nó không hết chất dính. Nói chung là một cái cặp này dùng rất là lâu mà cảm thấy rất là tiện đấy các bạn. Mình đứng từ xa mình phi đẹp một phát nó có thể dính vào cái người của mình nữa đấy. Ngực to nên sệ thì nâng xong có bự hơn không chị là sao? Ngực to nhưng sệ thì nâng xong nó có bự hơn không? Đã nâng ngực thì chắc chắn là nó sẽ to nhá. Nhét một cái gì đó vào một cái gì đó thì chắc chắn cái đó nó sẽ trở nên to hơn nha. Và với cái phần mà ngực mà bị sệ thì các bạn cần phải treo nó lên, móc nó lên, treo lên như thế này để cho nó hết sệ và nó cao cái bầu ngực hơn. Thì thường thì người ta treo lên thì người ta sẽ phải nâng vào thì nó mới có thể làm cho cái bầu ngực nó đẹp được nha. Thế nên là đấy, ngực sệ hay nhưng mà làm thì tất nhiên là nó sẽ to rồi nha. Thì đó là tất cả những cái câu hỏi mà mình đã tổng hợp lại, mà các bạn đã hỏi cho mình rất nhiều câu hỏi nhưng mà rất nhiều bạn hỏi những cái vấn đề nó hơi giống nhau ấy, thì mình đã tổng hợp lại ở đây. Cái điều tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là một số những cái lời khuyên của mình khi mà các bạn muốn phẫu thuật nâng ngực nhá. Đầu tiên ý, đấy chính là đây, mình có nốt rồi đây, mình không thể nhớ hết các bạn ạ. Đầu tiên đấy chính là chọn bác sĩ. Vâng, hãy chọn bác sĩ một cách đúng đắn nhất, một cách thông minh nhất nha các bạn. Bác sĩ mình chọn ý, thì là mình rất là ưng luôn, bởi vì nói rồi đấy, bác sĩ rất là dễ tính, rất là vui, mà tay nghề lại còn kiểu rất là ổn nữa. Mà theo cái này theo phần tâm linh nhá, mình thấy là rất là nhiều người làm ngực của bác ấy thì có nói rằng là làm xong thì nó sẽ có lộc hơn. Thì đó, các bạn nhớ là phải lựa chọn bác sĩ một cách cẩn thận và kỹ lưỡng, đừng lựa chọn những bác sĩ mà kiểu như là mới ra nghề hay là chỉ phông bạt ở trên mạng nọ kia. Đừng chọn những bác sĩ như thế, nó thật giá thì nó có vẻ rẻ hơn đấy, nhưng mà cái gì nó cũng có sự đánh đổi, nên các bạn giá rẻ hơn đồng nghĩa với cái việc là gì, thì các bạn hãy đặt câu hỏi cho mình và đừng vì ham rẻ mà đi lựa chọn những cái nơi mà nó chưa đảm bảo chất lượng cho chúng mình nhá. Rất là nhiều rủi ro gây ra đấy, mà nhất là những cái gì mà kiểu như đấy, phẫu thuật thẩm mỹ hiểu không, nó lên trên người nhá các bạn. Trời ơi, không phải là muốn nhét vào mà rút ra là được đâu nha. Thế nên là đấy, tìm hiểu cho nó kỹ vào. Rồi, tiếp theo này đấy chính là mặc áo định hình. Cái mặc áo định hình rất là quan trọng. Phải nói thật với các bạn luôn là mình rất là ghét mặc áo định hình, bởi vì nó rất là nóng, nóng lắm. Và cái ngực của mình khi mà mới làm thì nó sẽ rất là căng, nó rất là tức đúng không? Và khi mặc cái áo đấy vào cảm thấy nó bó chen, và cái người này kiểu không thở được, không thể nào mà thở được. Nhưng vẫn phải mặc, vẫn phải mặc cho mình, bởi vì sao? Nó sẽ giúp cho cái ngực của các bạn ấy nó định hình lại rất là đẹp. Bởi vì khi mà chúng mình làm phẫu thuật thì bác sĩ sẽ tách cơ để nhét cái túi đó vào, đúng không? Thì khi mà chúng mình mặc cái áo đấy vào thì nó sẽ định hình cái phần ngực của chúng mình vào đúng cái vị trí mà bác sĩ mong muốn, cũng như là mình mong muốn để cho nó đẹp. Và nó sẽ không bị chạy cái túi đi, và nó sẽ không bị như là bị trào ngược lên hay là bị phè ra hai bên, và nó có khe, một khe rất là tự nhiên. Thế nên là các bạn phải mặc áo định hình cho mình ít nhất là tháng đầu tiên. Cái áo định hình đó thì nó một cái áo giống như là một cái áo cóc xê, xong rồi chúng mình có một cái đai đây này, đấy, đai đây để chẹn cho nó xuống, để cho nó không bị trồi lên. Phẫu thuật xong thì không phải ai cũng có nhiều thời gian như mình để mà có thể một tháng nghỉ dưỡng ở nhà và
không phải hoạt động chân tay quá nhiều. Đa phần sẽ có rất là nhiều người sau khi mà làm xong thì vẫn phải đi làm, đi xe máy nọ kia đúng không? Các bạn hãy nhớ rằng là đi xe máy là bắt buộc phải mặc định hình và mặc áo định hình cũng như là cài cái đai cho nó thật chặt vào để cho là cái phần quả nó không bị nhảy, nó không bị quấy lên như thế này thì nó sẽ không làm đau cơ, nó không làm nhức mỏi. Mình đã bị như thế một lần rồi các bạn nhé, trong cái tuần đầu tiên khi mà mình đi cắt chỉ, thì cái 7 ngày đầu tiên mình đi cắt chỉ thì mình tự đi xe máy một mình các bạn ạ, và mình cũng không nhớ, mình cũng không để ý rằng là mình phải mặc áo cho nó chặt vào như thế nào, và mình cứ để nó ở cái mức độ dễ chịu, mình dễ thở thôi, nhưng mà nó vẫn bó vào được là được. Thế nhưng mà sau khi mà mình đi về nhá thì cái ngực của mình nó cũng bị di chuyển, mặc dù là mình đi rất là chậm và mình kiểu ổ lái kiểu như là mình tránh ổ gà các kiểu nhá, kiểu lụa lắm luôn ấy, nhưng mà về nó vẫn đau các bạn ạ. Tức là nó không phải đau cái phần ngực đâu mà đau cả cơ thể, giống như là các bạn bị ai đánh ấy, bầm dập hết cả người, đau kinh khủng luôn. Và mình đã bị sốt 3 ngày liền nha các bạn. Thế nên là các bạn hãy nhớ là luôn luôn phải báo định hình cho mình. Khi mà chúng mình hoạt động bình thường ấy thì hãy cài nó ở mức độ mà chúng mình cảm thấy dễ chịu và cảm thấy thở được. Thế nhưng mà khi mà chúng mình hoạt động hay là đi xe máy hay là đi làm một cái gì đó mà nó cần chân tay hay là cần phải nhảy một tí thì hãy nhớ là hãy mặc cái áo định hình và cài nó thật chặt vào nha. Lời khuyên tiếp theo của mình đó chính là không hoạt động mạnh. Nhất định là không được hoạt động mạnh, nhưng không được nâng, không được bê, cũng không được như là với tay lấy một cái gì đó quá xa. Bởi vì khi mà chúng mình vừa phẫu thuật xong ấy, những cái cơ bên trong ấy nó chưa lành, các bạn hoạt động mạnh một phát nó lại đi luôn, nó lại rách luôn, là các bạn lại đau, là các bạn lại sốt như mình. Thế nên là nhất định là không được hoạt động mạnh nhá. Cuối cùng này, đấy chính là kiêng khem một cách kỹ lưỡng. Thì sau khi mà các bạn làm phẫu thuật đi thì bác sĩ cũng sẽ cho các bạn một cái tờ giấy là những cái thuốc gì chúng mình cần phải uống hay là phải kiêng, những cái gì liệt kê hết ở đấy rồi, thì các bạn kiêng hết đúng những cái thứ đó cho mình, không cần biết là các bạn cơ địa sẹo lồi hay là sẹo lõm hay là sẹo làm sao hay là cơ địa lành như nào, cứ phải kiêng hết cho mình nhá. Bởi vì nó là sẹo và cái sẹo nó rất là to, nhất là mình khi mà làm ở chân ngực thì nó sẽ rất là dài, nó dài tầm như thế này này. Thế nên là ấy, nếu như mà kiêng không kỹ nhá, là cái sẹo nó đang lồi lên nhá, là trông cực kỳ kinh luôn, kinh cực kỳ luôn, đúng là chỉ có cái vỏ ngoài thôi, khi mà lột ra thì đúng là kiểu đứng có hai con rết ở dưới chân người các bạn, rất là sợ. Thế nên là hãy kiêng khem một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Cái cách mà để mình kiêng khem một cách chuẩn nhất ý, mà đến bây giờ cái sẹo của mình nó không có vấn đề gì hết ý, đấy chính là không cần quan tâm đến gì khác, chỉ ăn lợn mà thôi, chỉ ăn lợn nhá. Rau thì ăn gì cũng được trừ rau muống và rau khoai lang nhá, cứ thế thôi. Có đâu những cái đừng quan tâm, chỉ cần quan tâm là những thứ các bạn ăn được thôi. Bởi vì các bạn mà nhớ những cái thứ các bạn không ăn được ấy thì không thể nào mà nhớ hết được đâu các bạn ạ. Rất là nhiều, kiêng như thế cho mình ít nhất khoảng tầm 1 tháng, nếu như mà có điều kiện thì các bạn cứ kiêng nữa đi, kiêng đến khi nào mà cái sẹo mà các bạn cảm thấy nó lành, thịt nó liền ra rồi, nó kiểu nó không có vấn đề gì đâu, và cảm thấy cái sẹo nó không còn một cái lợn cợn, một cái sự lồi hay nó bị làm sao nữa, thì lúc đó các bạn hãy ngừng nhá. Yeah, xong, đó là tất cả những gì mình vừa nói trong video này. Phải tâm sự thật với các bạn một câu rằng là nếu như mà mình biết làm ngực mà nó cảm thấy dễ chịu và nó cảm thấy thoải mái như thế này, và mình có nhiều sự lựa chọn hơn trong cái việc như là mặc quần áo hay là cái kiểu sâu cá tính của mình thì mình đã làm từ trước rồi các bạn ạ, thật sự luôn. Bây giờ thì làm xong rồi, nó lành lặn rồi và nó cũng đang tự nhiên dần ấy, thì trời ơi ai cũng khen nó đẹp luôn á, các bạn cũng rất là đẹp ấy. Thế nên là mình nghĩ là tại sao mình không làm từ trước nhỉ? Mình làm từ trước có phải mình đẹp từ trước rồi không? Ok, và nếu như mà các bạn cũng có một số những cái băn khoăn và những cái khúc mắc về cái chuyện là làm phẫu thuật ngực thì hy vọng là cái video này có thể giải đáp cho các bạn. Và nếu như các bạn có ý định làm phẫu thuật nâng ngực thì chúc các bạn mau đẹp. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ like cho video, xem kênh mình, cho mình cạnh những thông báo mới và Instagram để follow nhé. Bye. Quên mất một cái vấn đề quan trọng, đấy chính là mình cũng có đi cắt lợi đúng không? Thì các bạn cũng đã biết là mình đi cắt lợi rồi, cũng có rất là nhiều bạn muốn tìm hiểu thêm về vấn đề cắt lợi này. Thì đấy, các bạn nhân tiện qua video này các bạn đặt câu hỏi cho mình đi, để mình biết xem là những cái vấn đề mà các bạn đang khúc mắc là gì, thì mình sẽ giải đáp trong những video tiếp theo nhá. Ok, bây giờ thì chào thật sự đây.